Mừng ngày quốc tế phụ nữ, Sephones siêu tâm lý, trợ giá lên đến 60% tất cả các mặt hàng công nghệ. Đặc biệt, iPad 10.2 inch khi mua tại Sephones trong dịp mùng 8 tháng 3 này chỉ có giá hơn 6 triệu đồng, giảm mạnh hơn 4 triệu đồng so với giá niêm yết. Ngày mùng 8 tháng 3, 8 phần tinh tế, 3 phần kinh tế, mua sắm món đồ với mức giá chi phí tiết kiệm nhất ở Sephones nhưng vẫn mang đến ý nghĩa tốt đẹp nhất. Sephones đa dạng hàng hóa đều đang giảm giá cực sốc, vậy nên nếu anh em đang tham khảo qua mùng 8 tháng 3 thì đừng quên click ngay vào đường link ở phía bên dưới nhé. Liên quan đến sự việc, nam MC Trấn Thành bị tố là có hành động không đẹp với khán giả ở rạp chiếu phim, mới đây đại diện của CGV đã chính thức lên tiếng. Vào tối ngày hôm qua, mạng xã hội đã vô cùng xôn xao trước bài đăng của một tài khoản Facebook có tên là NV kể lại câu chuyện. Anh cùng với bạn gái đi mua vé xem phim vào suất chiếu muộn, cặp đôi xếp hàng theo đúng quy định. Tuy nhiên khi đó thì nam MC Trấn Thành có đưa em gái Uyển Ân cùng với hai người bạn là Ali Hoàng Dương và Phan Mạnh Quỳnh đến. Nam MC được rạp phim ưu tiên mở qua máy kế bên để mua vé xem phim. Tuy nhiên thì khi đó Trấn Thành lại yêu cầu rằng còn bao nhiêu vé thì bán hết cho anh. Điều này thì khiến cho cặp đôi đang đứng xếp hàng cảm thấy vô cùng bức xúc, bởi trước đó thì cặp đôi này còn nhường suất mua vé cho một gia đình có người đi xe lăn. Khi đó thì bạn nam có lên đề nghị với Trấn Thành rằng nhường mình mua hai vé thì nam MC chỉ đáp lại: "Anh cần sự riêng tư em ơi." Dù bạn nam có giải thích rằng sẽ mua vé ở những hàng ghế trên không ảnh hưởng đến sự riêng tư của Trấn Thành cùng các bạn, thế nhưng khi đó thì anh vẫn nhất quyết không đồng ý, để mặc cặp đôi đã đợi mua vé từ trước khi mình đến phải bỏ về. Sau khi bài đăng này được lan tỏa rộng rãi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, thì vào ngày hôm nay, đại diện của CGV đã chính thức lên tiếng xin lỗi khách hàng khi xảy ra vụ việc, đồng thời thì có gửi đền bù hai vé xem phim cho cặp đôi được nhắc đến trong câu chuyện.